nóng, bao vây đèo Hải Vân, truy bắt kẻ vượt ngục ở Quảng Ngãi. Bị lực lượng chức năng truy đuổi, nam thanh niên vứt xe rồi bỏ chạy lên núi ở đèo Hải Vân. Chiều ngày 4 tháng 6, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Đà Nẵng phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự chốt chặn tại chân đèo Hải Vân để truy bắt tội phạm nguy hiểm vượt ngục ở Quảng Ngãi. Người vượt ngục là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, bỏ trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5. Trong lúc chốt chặn, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy biển số 76X62978 lên đèo Hải Vân. Thấy hình ảnh nhận dạng người này giống đối tượng truy nã nên tổ công tác ra hiệu dừng xe. Nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, lách xe bỏ chạy lên đèo. Lực lượng chức năng đuổi theo 2 km thì người này vứt xe vào lề đường và chạy bộ lên núi. Hiện rất nhiều lực lượng chức năng đang bao vây trên đèo Hải Vân để truy bắt. Trước đó, một người dân ở huyện Núi Thành, Quảng Nam trình báo bị một thanh niên cướp xe máy hình dáng giống Triệu Quân Sự.